tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn, sẽ hướng dẫn và nói về cái van thôi. Van gọi là gate valve, về một đầu nó nói với cái vít clutching, vít connector ấy, vít connector nha các bạn, xin lỗi nó lộn. Đây, cái loại van này có thông số là 5K 25E, và hít ở cho tịch của loại vật liệu cho tạo là K B04. Cái này là dùng để mình nhận diện như cái số ID của mỗi người ấy. Mình lấy cái số này mình còn bè với số chứng chỉ, với cái hit number nằm trên chứng chỉ ấy, nó giống nhau á, thì cái van này là van thì thể hiện nó chính là nó ấy. Đó, đầu này là đầu hit connector, đầu kết nối nhanh đấy, không làm thấy không? Đóng lại đúng lắm đây, thấy chưa? Cái này, cái đầu này á, nó sẽ được nối với ống mềm kết nối rất là nhanh.